Chào các bạn, mình là Hoàng Thành Trung. Trong video này mình hướng dẫn cho các bạn tập một cái bài rất là hay cho vùng thân dưới. Đấy là Squat Matrix. Thì bài Squat Matrix này sẽ giúp các bạn có thêm cái bài tập trong thư viện tập của mình. Và cái thứ hai, nó sẽ giúp các bạn cải thiện vùng hông rất là tốt. Tại vì mình sẽ đánh được vào rất là nhiều góc độ tập hông khác nhau. Bây giờ mình cùng đi vào tìm hiểu xem bài tập Squat Matrix là gì nhá. Rồi, xin chào các bạn. Thì bài Squat Matrix này đơn giản, mình sẽ chỉ ở các vị trí và khách hàng mình sẽ đi theo vị trí như thế. Mình sẽ làm mẫu một lần này. Rồi, đây là Hoàn. Bây giờ Hoàn sẽ đứng tại chỗ này, squat cho anh. Rồi, đứng lên. Anh chỉ đâu này, chân phải. Tốt. Chân trái. Mình thay đổi chân liên tục. Rồi, chân phải. Các bạn có thể lựa chọn các biến thể khác nhau nhá. Từ squat này đến lunge tiếp tục. Trái. Tốt. Phải. Trái. Rồi. Lần này phải. Bước vòng qua chân trái cho anh. Tốt. Ở mức độ khó hơn mình sẽ thêm tạ. Ở đây mình sẽ dùng quả kettlebell. Để hoàn cầm kettlebell cho anh. Có thể để ở trên ngực này, gọi là rack carry, à rack position. Chân phải. Tốt, trái. Rồi, các bạn tự xoay sở khi mà mình chỉnh nhá. Lên, phải. Tốt, trái. Cứ xách squat. Rồi, ok, phải. Tốt, trái, xã chân. Cái này vừa bắt người tập phải quan sát, vừa di chuyển. Rồi, phải. Lunge. Tốt, ok, trái. Rồi, ở level thứ 3 này mình muốn Hoàn dùng cái thanh 3 này. Rồi, bên em để thanh 3 lên vai đi. Có thể để front squat này chứ, hoặc là back squat. Chú muốn tập kiểu gì? Back đi. Rồi, đứng tại chỗ, squat rồi. Rồi, lên, di chuyển này. Phải. Các bạn tự động điều chỉnh nhá. Xa thì lăng, gần thì squat. Rồi, chân phải. Chân trái đây, reverse lăng là sao này. Chân trái. Tốt, phải. Cú sách squat này, thử xem được không. Chân phải đây. Tốt, lên. Rồi, chân trái. Rồi,